Hello, xin chào các anh em, chào mừng đến với chúng mình. Ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh em top 10 trang đăng hoa dành để cho đi biển hoặc các hoạt động dã ngoại của những ngày hè. Do đó ngày hôm nay mình đã quyết định sử dụng cái mũ này. Đây là cái mũ mà hồi đầu năm mình đi Bali và mình đã sử dụng nó trong những ngày lang thang giật dẻo ở bên Bali đó. Và không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào ngay chủ đề của video ngày hôm nay. Ở vị số 10 trang đăng hoa mình muốn giới thiệu đây đó là Lalic Encrenier Sport. Đây là cái phiên bản tiếp theo của trang đăng hoa đời đầu, đó là Encrenier, với cái mùi hương vetiver và gỗ khá là u tối, khá là buồn. Nhưng ở phiên bản tiếp theo này thì nó thay đổi khá là nhiều với cái sự kết hợp giữa hương aquatic từ nước biển và vetiver, tạo được cái mùi hương nó tươi hơn, nó sáng hơn. Thế nhưng về chủ đạo, đây là cái chai nước hoa vẫn có một cái tông mùi khá classic, do đó nó phù hợp với các anh em nào tầm khoảng 30 tuổi chẳng hạn, mà chúng ta có thể là chúng ta đưa cả gia đình đi chơi chẳng hạn, và chúng ta không thích cái mùi hương nó quá là ngọt ngào, nó quá là thu hút. Nhưng chúng ta vẫn cần một cái mùi hương nó vẫn thể hiện được cái tính điềm đạm của mình, nhưng nó vẫn là hợp với phong không khí đi biển mùa hè, thì Lalic Encrenier Sport chính là cái mùi hương như thế. Với cái tông mùi như mình đã nói, đó là classic mà nó hơi hơi old school. Old school ở đây nó một khái niệm về những kiểu những người thuộc về thế hệ cũ, nhưng chai nước hoa này thì không quá, nó chỉ hơi hơi một chút thôi. Do đó nếu như mà chúng ta cần một cái mùi hương mà không phải là quá là cuồng nhiệt, không phải là như kiểu là nổ lửa bu trọn đêm nay, mà chúng ta cần một cái mùi hương mà lững thững đi dạo trên bãi biển và nó vẫn rất là thu hút, thì Lalic Encrenier Sport chính xác là cái mùi hương mình muốn giới thiệu lại cho anh em. Đó là vị trí số 10. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhập Paco Rabanne Invictus Aqua. Đây cũng là một cái phiên bản tiếp theo của chai Paco Rabanne Invictus. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì nó, mình thấy là nó tươi hơn, nó đỡ nồng hơn. Nó vẫn là ngọt ngào thế nhưng nó đỡ nồng hơn so với phiên bản cũ. Do đó mình nghĩ là trong những ngày hè, ví dụ trong những cái buổi mà đi karaoke hoặc là chơi ở bãi biển, thì với cái mùi hương nó có một cái sự kiềm chế hơn, nó vẫn rất là thú, nó vẫn rất là sexy, thế nhưng mà nó không quá là nồng, quá là mạnh, thì mình vẫn thiên về Paco Rabanne Invictus Aqua. Do đó mình vẫn sẽ giới thiệu chai nước hoa này hơn là phiên bản cũ. Đó ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8, đó là Dior Homme Sport. Nghe cái tên Dior Homme Sport thôi thì chúng ta cũng có thể hiểu đây là cái mùi hương đặc biệt thích hợp để cho các anh em tầm từ khoảng tầm từ 25 đổ lên. Chúng ta cần cái mùi hương, cái thứ nhất là nó đầu tiên nó khá là trẻ trung và thu hút nồng nàn, thì Dior Homme Sport chính xác là cái mùi hương mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Nếu như các anh em nào mà cần một cái mùi hương đi biển thì mình nghĩ chai nước hoa này rất là hợp. Đó ở vị trí số 7, đó là Why by Yves Saint Laurent. Như mình vẫn nói, đây là chai nước hoa kết hợp giữa Paco Rabanne Invictus, Versace Eros và một chai nước hoa nữa thì tự nhiên bây giờ mình đã quên mất rồi. Thế nhưng đây là cái mùi hương cực kỳ thích hợp cho các bạn tuổi teen, đó tầm từ khoảng 20-21 đổ lên, mà chúng ta cần cái mùi hương nó cần thiết là năng động, trẻ trung và đầy sức sống, ngọt ngào và thu hút nữa, thì chai nước hoa này chính xác là cái mùi hương như thế. Anh em hãy cứ xịt và chúng ta enjoy, ok, vui chọn đêm nay ở bãi biển với các cái hoạt động vui chơi giải trí và kết hợp cùng với Why by Yves Saint Laurent này thì sẽ rất là ok. Đó ở vị trí số 19, ở vị trí số 7, chai nước hoa của nhà Yves Saint Laurent. Ở vị trí số 6, một chai nước hoa mà nói chung là thấy mọi người đều đa phần đánh giá nó có một cái nét tương đồng với Creed Aventus, và cái này thì tất nhiên mình tùy theo quyết định của mỗi người, đó là Supremacy Afnan. Đây là cái chai nước hoa mà cực kỳ dễ chịu, giống như một người em của mình sau khi mà xịt trong chai nước hoa này, và mọi người đều như người em của mình đã nói lại, đó là khi mà bạn xịt xong mà các bạn nữ ngửi lại đều khen mùi hương này rất là thu hút, rất là quyến rũ. Do đó mình nghĩ rằng trong một cái buổi tối rất nhiều hoạt động vừa cùng với sự tham gia của các trẻ em rất là xinh tươi, rất là quyến rũ, thì việc chúng ta sử dụng mùi hương này là không có một cái gì là sai trái cả. Còn cái việc nó là clone, đấy là cái việc khác. Còn việc chúng ta chỉ mùi hương này và ghi được rất là nhiều điểm thiện cảm đến từ các trẻ em thì chúng ta nên sử dụng. Do đó, ở vị trí số 6, mình vẫn muốn giới thiệu đến anh em chai Afnan Supremacy. Đó. Ở vị trí số 5, Macerat Cetra Boys.
Chanawa này về thực tế nếu như sử dụng mùa hè và trong những cái buổi bình thường, ví dụ trong cái phạm vi không gian hẹp và trong những cái hoạt động hàng ngày bình thường của mùa hè thì mình rất là phản đối. Mình không hề đồng tình với một số ý kiến cho rằng Chanawa có thể sử dụng được mùa hè. Thế nhưng nếu như chúng ta sử dụng nó vào trong những cái ngày đi biển thì đó là cái việc hoàn toàn khác. Chúng ta hoàn toàn có thể enjoy mùa hương này đó. Mùa hương này rất là nồng nàn, rất là thu hút và mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với, ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ có những cái buổi giống như kiểu những cái buổi game show, đúng, những cái buổi giao lưu team building ở bãi biển ấy, mà chúng ta xịt mùa hương Chanawa này mình cảm thấy rất là phù hợp. Bởi vì khi mà chúng ta hoạt động mạnh và chúng ta di chuyển, cái mùa hương này nó tỏa ra, mình nghĩ là nó sẽ rất là thu hút, nó sẽ rất là quyến rũ. Do đó ở vị trí số 5 mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Mancera Cetrat Boys. Ở vị trí số 4 đó là Mont Blanc Explorer. Chanawa này bị đánh nghi ngờ rất là nhiều về cái khả năng bám mùi của nó. Sẽ đã có rất nhiều những ý kiến cho rằng Chanawa này bám mùi rất là tệ. Thế nhưng trên quan điểm của mình thì đây là một Chanawa có cái độ bám mùi rất là khủng khiếp. Nhưng bởi vì nó có cái kiểu bám mùi là skin scent, do đó một số các anh em cho rằng là nó bám rất là tệ. Thế nhưng mình cho rằng Chanawa này bám tầm khoảng 8 tiếng trở lên và như thế là rất là ok. Thế nhưng nó một dạng skin scent, đâm ra là nó hơi bị gây hiểu nhầm đến cho mọi người. Thế nhưng đây là một cái chai nước hoa mà nó có một cái gọi là, trong mọi cái nó đều có một cái sự kiểm soát, không đi quá và cũng không là đi xuống, tất cả đều là vừa vặn. Và do đó mình nghĩ rằng nếu như chúng ta hôm nay chúng ta đi biển hoặc là chúng ta tham dự một cái sự kiện nào đó, khi mà đi biển mà chúng ta cần một cái mùi hương mà nó vẫn có một cái sự thu hút, và cái thứ hai là nó trong cái phạm vi kiểm soát được đó, mình không sợ là mình gây khó chịu cho mọi người, thì Mont Blanc Explorer này chính là cái mùi hương là như thế. Chai nước hoa ở vị trí số 3 đó là Solo Low by Low, mùi hương citrus kết hợp cùng với quả hương, thì cũng giống như Mancera Citrus Boys, chai nước hoa này không dành để cho những cái hoạt động bình thường của những ngày hè nắng nóng. Thế nhưng nếu như những cái hoạt động dã ngoại thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này. Một cái mùi hương cá nhân của mình đánh giá thì cũng khá là thú vị bởi vì kết hợp cùng với citrus và một chút nồng của hoa ải hương tạo nên cái mùi hương khá là thu hút, khá là quyến rũ. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải nên kiểm soát số lần xịt khi mà sử dụng chai nước hoa này. Và mình thấy nó rất là phù hợp với các hoạt động ngoài trời, trong tất cả những cái dịp, ví dụ đi biển hoặc chúng ta có thể đi dự những cái giao lưu ở ngoài trời chẳng hạn. Trong mùa hè thì Solo Low by Low cũng đáng để chúng ta thử. Đó, ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, chai nước hoa của nhà Lacoste, Lacoste Blanc. Đây là một trong những chai nước hoa hiếm hoi của nhà Lacoste được đánh giá cao, bên cạnh cùng với Lacoste Pour Homme và một chai nước hoa nữa mình không nhớ chính xác, nhưng nó có hình, nó cũng một kiểu dạng này như là màu đen. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì cần thiết là nó độc. Nó thật là mình cũng chưa gặp một chai nước hoa nào có cái mùi hương ná ná như chai nước hoa này. Có thể là bởi vì kiến thức của mình nó vẫn còn hạn chế, đơn ra là mình kết luận này thì có thể là vẫn chưa được chuẩn. Thế nhưng thực sự mà nói thì mình cũng chưa gặp được chai nước hoa nào có cái mùi hương như thế này. Và cái thứ hai là nó khá là quyến rũ. Đó, khá là quyến rũ luôn. Nó không gây cho mình một cái cảm giác gọi là mùi hương nó hơi nhạt nhẽo của những chai nước hoa khác của nhà Lacoste. Do đó anh em nào nếu mà có dịp, và cái nữa là chai nước hoa này giá thành của nó cũng khá là mềm. Do đó anh em nào mà muốn cần một cái mùi hương để đi biển thì Lacoste Blanc cũng đáng để chúng ta tham khảo. Đó, ở vị trí số 2. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, đây là chai nước hoa Nautica Voyage. Đối với mình, đây là chai nước hoa cực kỳ thích hợp dành cho các cái ngày nắng nóng ở mùa hè. Bình thường thì nhiệt độ bình thường thì nó khá là chán, nó khá là buồn tẻ. Thế nhưng nếu như chúng ta xịt vào những ngày hè nắng nóng thì ở mọi lúc, mọi nơi, Nautica Voyage luôn luôn là, nói thế nào nhỉ, luôn luôn ghi một cái hệ số điểm rất là cao khi chúng ta xịt. Do đó mình rất là muốn giới thiệu anh em, nếu như chúng ta, nếu mà có dịp thì hãy thử Nautica Voyage.
sử dụng trong những ngày hè nắng nóng để đi biển, hoặc là tất cả ví dụ đi dã ngoại gì đó. Nautical Voyage. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em top 10 trà nước hoa dành cho mùa hè, hoặc là các hoạt động dã ngoại, team building, hoặc là đi đâu đó đi chơi. Ok, mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.